cách phân biệt đâu là vợ mình. Đi về thôi Bùn ơi. Sao lại có tận hai Bù nhỉ? Không, để em nhờ bạn Nhung ở đây tư vấn cho. Nhân viên gì mà lại không mặc đồng phục em? Em đến em chưa kịp thay ạ. Khó nhỉ. Thế anh nhờ hai đứa cái nhá. Tao thì kêu nhá. Bên phải này. Ôi trời. Bên trái này. Cả hai này. Ôi trời. Hả? Khó nhở. Được rồi, để bây giờ như này đi. Anh nhờ gái đưa nhá. Thế phải nói cho anh cái gì nghe em bẩn thỉu cái ra nào. Em đi chơi bạn trai quỳ 200.000 tiền taxi ạ. Cũng bẩn đấy nhưng mà khó. Thế bên trái sao nào? Làm sao mà có thể bẩn bằng anh được, anh 2 ngày rồi chứ tắm đâu. Đây rồi, bên trái đi về nào. Em biết là bẩn rồi nhưng mà đừng nói to nữa. Tự nhiên đây là mặc giống nhau, y hệt nhau ấy. Anh nhờ Nhung cái nhá. Quay lại. Ôi trời ơi.